Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài ôn tập về phân số trang 166-167 sách giáo khoa toán lớp 4. Yêu cầu số 1, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 2/5 là phân số chỉ phần đã tô màu của hình nào trong số 4 hình người ta đã cho ở đây. Vậy hình thứ nhất, hình 1 này. Ở đây thì các em đếm thấy có 1, 2, 3, 4, 5 hình vuông tô màu vào một hình. Như vậy cái này thì là người ta viết như thế này, tô màu như thế này, tức là tô màu 1/5. Tô màu 1/5 chứ không phải 2/5. Sang hình thứ hai, ngôi sao này có 1, 2, 3, 4, 5 cánh, tô màu vào 3 cánh. Như vậy đây là tô màu 3/5. Được không? Sang hình số 3 này. Hình số 3 này thì kem đếm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có 10 hình vuông, đã tô màu vào 4 hình vuông. Như vậy 4 hình vuông tức là 4/10. 4/10 thì các em có thể rút gọn, chúng ta chia cả tử và mẫu cho 2, tức là bằng 2/5. Như vậy đây, hình 3 này chính là tô màu 2/5. Các em sẽ to soạn. Sau khi tính xong thì các em sẽ khoanh vào đáp án C. Còn hình 4 có tất cả 1, 2, 3, 4, 5, 6 hình tròn, đã tô màu của hai hình. Như vậy 2/6. 2/6. 2/6 thì chúng ta có thể rút gọn là 1/3. Như vậy cái hình 4 này thì nó là 1/3 chứ không phải là 2/5. Như vậy chỉ có hình 3 thôi. Hình 3 là 2/5. 4/10 các em rút gọn tử và mẫu cho 2 thì bằng 2/5. Các em khoanh vào đáp án C. Sang bài số 2. Bạn nào chưa xong thì hãy dừng lại một chút để làm cho xong nhé. Yêu cầu các em viết tiếp phân số thích hợp vào chỗ chấm. Chúng ta có 0, 1/10, 2/10. Ở đây các em giữ nguyên mẫu, tử các em cứ cộng thêm một đơn vị vào. 1/10, 2/10 rồi đến 3/10. Nếu các em có viết thì em dùng bút chì nhá, không viết vào bút mực như này nhá. Đây cô viết như này để lúc các em xem cho nó rõ thôi. 4/10. 5/10 rồi đến 6/10. 7/10 người ta ghi rồi, đến 8/10. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2. Ở đây cùng mẫu là 10, còn tử số thì các em cứ cộng thêm một đơn vị. Sang bài tập số 3, yêu cầu các em đi rút gọn phân số. Rút gọn thì các em xem cả tử và mẫu cùng chia hết cho số nào để chúng ta đi rút gọn. Chúng ta có phân số thứ nhất 12/18. Thì các em thấy phân số này cả tử và mẫu cùng chia hết cho 6 phải không nào? Thì các em lấy 12 các em chia cho 6 trên 18 chia 6. 12 chia 6 bằng 2, 18 chia 6 bằng 3. Sau khi rút gọn chúng ta được phân số 2/3. 4/40, các em làm tương tự. Phân số này thì các em thấy cả tử và mẫu cùng chia hết cho số 4. Các em lấy 4 chia cho 4 và 40 chia cho 4. 4 chia 4 bằng 1, 40 chia 4 bằng 10. Sau khi rút gọn chúng ta được 1/4. Tiếp theo nữa, 18/24. Cả tử và phân mẫu của phân số này chia hết cho số 6, đúng rồi. Các em sẽ chia cả tử và mẫu cho 6. Đi rút gọn tức là các em phải xem tử và mẫu cùng chia hết cho số nào để chúng ta đi chia. 18 chia 6 bằng 3, 24 chia 6 bằng 4. Sau khi rút gọn chúng ta được phân số 3/4.
Tiếp theo nữa, chúng ta có phân số 20 phần 35. Ở đây, Kem thấy cả tử và mẫu cùng chia hết cho số 5. Vậy, Kem lấy 20 chia cho 5 và 35 cũng chia cho 5. 20 chia 5 bằng 4, 35 chia 5 bằng 7. Sau khi rút gọn, chúng ta được phân số 4 phần 7. Cuối cùng, 60 phần 12. Cả tử và mẫu phân số này cùng chia hết cho số 12. Như vậy, Kem lấy 60, Kem chia cho 12. Trên cho mẫu là 12, cũng chia cho 12. Như vậy, 60 chia 12 thì bằng 5. 12 chia cho 12 thì bằng 1. 5 phần 1, Kem có thể viết là bằng 5. Theo cô chuyển sang bài tập số 4. Bạn nào chưa xong thì em dừng một chút để em làm cho xong. Sang bài tập số 4 như sau. Yêu cầu kem quy đồng mẫu số các phân số. Chúng ta có bài 4A là 2/7, 2/5 và 3/7. Thì game xem thử số nào cùng chia hết cho 5 và 7. Đấy là số 30, 35. Cùng chia hết cho 5 và 7 là số 35. Như vậy toàn bộ phân số thứ nhất game sẽ nhân với mẫu của phân số thứ hai và toàn bộ phân số thứ hai game nhân với mẫu của phân số thứ nhất. Như vậy quy đồng thì ta có như sau. 2/5 sẽ bằng 35. Thì 5 kem nhân với 7. Dưới mẫu nhân 7 thì trên tử cũng nhân với 7. Bằng 14 phần 35. Phân số thứ 2, 3 phần 7. Muốn đưa về mẫu là 35 thì 7 phải nhân với 5. Dưới mẫu nhân với 5 thì trên tử cũng nhân với 5. 3 nhân 5, 15. 7 nhân 5 bằng 35. Sau khi quy đồng xong, chúng ta được 14 phần 35 và 15 phần 35. Vậy, quy đồng cái phân số 2 phần 5 và 3 phần 7 thì ta được hai phân số. Là 14 phần 35 và 15 phần 35. Sang ý B. Bốn phần 15 và 6 phần 45. Ở đây các em để ý một chút, chúng ta thấy 45 chia hết cho 15. Như vậy mẫu số chung ở đây là 45 luôn. 4 phần 45 và 6 phần 45 à 4 phần 15 xin lỗi em 4 phần 15 và 6 phần 45. Thì em sẽ chọn cái mẫu số chung. Em chọn số mẫu số chung ở đây là 45. Bởi vì 45 này nó chia hết cho con 15 ở phía bên này. Mẫu này là 15.
Như vậy mẫu số chung là 45. Vậy phân số thứ nhất ta có 4/15. Muốn đưa về mẫu là 45 thì 15 này phải nhân với 3. 15 này phải nhân với 3 để đưa về 45. Dưới mẫu nhân 5 nhân 3 thì trên tử nhân 3. 3 4 12 12/45. Còn cái phân số 6/45 thì các em giữ nguyên. Các em sẽ đi giữ nguyên phân số 6/45. Bởi vì cái này nó đã có mẫu là 45 rồi. Vậy quy đồng hai phân số. Vậy quy đồng hai phân số. Là 4/15 và 6/45. Thì ta được 2 phân số, chính là 12/45 và 6/45. Ta được 2 phân số 12/45 và 6/45. Tiếp theo sang ý C. Bạn nào chưa hoàn thành xong ý A, ý B, các em dừng một chút để các em làm cho xong nhé. Chuyển sang ý C như sau. Một phần hai, một phần năm và một phần ba mươi. Các em tìm xem thử số nào cùng chia hết cho 2, 5 và 3. 2, 5 và 3. Đấy chính là số 30 đúng không ạ? Mẫu số chung của ta đây là 30. Như vậy bài 4 ý C, ta có mẫu số chung là 30. Một phần hai để đưa về mẫu là bằng 30. Thì kem phải nhân 2 với 15. Kem lấy 2 nhân với 15 để ra mẫu là bằng 30. 2 nhân 15 thì mẫu tử cũng phải nhân 15. Như vậy bằng 15/30. Phân số thứ nhất sau khi quy đồng chúng ta được 15/30. Phân số thứ hai là 1/5. Mẫu đang là 5. Muốn đưa về mẫu là 30 thì các em lấy 5 x 6 để đưa về mẫu 30. Mẫu nhân 6 thì tử cũng phải nhân với 6. Sau khi quy đồng xong chúng ta được phân số 6/30. Cuối cùng 1/3. 1/3 muốn đưa về mẫu là 30 thì các em lấy 3 x với 10. Tử cũng lẽ nhân với 10. Kết quả của ta bằng 10/30. Vậy quy đồng mẫu 3 phân số. Quy đồng mẫu mẫu số 3 phân số. Là 1/2, 1/5, 1/3. Ta được 3 phân số. Là 15/30, 6/30 và 10/30.
Ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 4. Cuối cùng cô chuyển sang bài tập số 5. Bạn nào chưa xong phần này, kem dừng một chút để em làm cho xong. Sau bài tập số 5 như sau. Sắp xếp các phân số 1/3, 1/6, 5/2, 3/2 theo thứ tự tăng dần. Muốn theo thứ tự tăng dần, kem phải đưa về cùng mẫu để chúng ta đi so sánh. Đúng không? Chúng ta sẽ đi so sánh, chúng ta sẽ có như sau này. 1/6 này kem giữ nguyên này. Bài 5. Ta có này. 1/3 kem sẽ đưa về cùng mẫu. Đưa về mẫu là 6 thì chúng ta có 3 x 2 thêm cho 1 x 2. 1 x 2 bằng 2, 3 x 2 bằng 6. 1/3 này thì em giữ nguyên. Không phải quy đồng bởi vì là có mẫu là 6 rồi. 5/2 muốn đưa về mẫu là 6 thì 2 phải nhân với 3 để đưa về mẫu là 6. Dưới tử nhân với 3 thì trên tử cũng nhân với 3. Tiếp theo 3/2 đang là mẫu là 2, muốn đưa về mẫu là 6 thì các em nhân với 3. Trên tử cũng đi nhân với 3. Như vậy chúng ta có 9/6. Sau khi các em quy đồng đưa về cùng mẫu rồi thì vì so sánh các phân số cùng mẫu thì chúng ta có 1/6 bé hơn 2/6, bé hơn 9/6, bé hơn 15/6. Các phân số cùng mẫu số, phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Nên 1/6 giữ nguyên, 2/6 tức là 1/3, 9/6 tức là 3/2 và 15/6 tức là 5/2. Như vậy chúng ta có thứ tự sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là 1/6, 1/3, 3/2 và 5/2. Vậy thứ tự từ bé đến lớn là 1/6, rồi đến 1/3, 3/2, 5/2. Trên đây là cô và các em đã vừa đi xong bài ôn tập về phân số, trang 166-167, sách giáo khoa toán lớp 4. Để tiếp tục đón xem các video mới trên kênh, các em hãy nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.